ta đặt hay. Quý nhỏ hả? Hai chục ký. Ở trên này hai trái chín lắm em. Mấy trái nãy quá thì để với giá 20 nha. Đừng có vẽ mấy trái bự quá. Mấy trái đó là bự lắm rồi. Trái này ngon nha. Cái này về cái mình lựa ra cả nhà. Nhỏ quá thì mình bán 15, còn thì trọng trọng thì mình bán 20. Đi ra phía sau quá nha. Cái này anh chống lại nè. Ồ, cháy quá trời luôn nha. 12 trái rồi nè, nguyên nhánh này 9 trái. Nhánh này đưa lên không à 10, mười mấy trái, 11 trái cả nhà. Này, cây này quá trời luôn nha. Trái này. Này này em. Em hứng dưới đi. Đây là bông tiếp tục nè. Trái bữa này nó ngon. Cây này trái nhiều lắm quá nha. Nó nhỏ vậy chứ nó 900 gram trở lại chứ nó đâu có nhỏ nữa đâu. Đó, cả nhà thấy không? Cây này hết trái luôn. Nhánh này nè, 4 trái nữa nè. Đây này còn mấy chục trái. Mình phải chống lại đó nha. Đó là nó ngã luôn đó. Anh không chống lại nó ngã đó. Mình đi, hai vợ chồng mình đi cắt bưởi mà hai cái con Milo. Đây là con Mina. Đây là ông xã của mình đi cắt bưởi. Chào cả nhà nha. Cắt bưởi. Cho nó chín ngon quá ha. Cho nó ngon lắm đó.
cả nhà ơi. Cái lờ mình đặt nè cả nhà. Cái này mình thăm là mình vô nó vô được con rắn nè. À con cá nè nè. Cá lóc nè em ơi. Nè, đây cả nhà. Được con cá lóc với con rắn rắn nước nè cả nhà ơi. Con này rắn nước nha. Ừ. Chứ con cua nữa cả nhà. Rồi mình sẽ chế biến món này rồi mời cả nhà thức với mình nha. Giờ thì mình đi cắt nước quá cả nhà, bẻ với dừa uống cả nhà. Cắt nước quá. Đây cả nhà, dừa này dừa sim dứa mình trồng 3 năm mà có trái về nè cả nhà. Đó. À, mình để đây đây. Nó cháy đi. Không hết hả? Còn cháy được rồi. Còn hơi non, nó chưa có mấy gì thơm dứa đâu ở nhà. Dừa xiêm dứa thì mình uống á, nướng lúc nó hơi cứng cứng cại cả nhà, thì nó thơm mùi dứa nha. Còn hơi non thì nó không có, nó thơm ít nha cả nhà. Uống đi em, uống đi. Uống này chút anh đúng. Uống này. Quá trời gì nước uống hai chồng lắm chứ dưỡng hết. Đây. Mà cả nhà dùng nước dừa xiêm dứa của mình trồng nha cả nhà ơi. Ừ. Bắt cho nó bò lên hàng ghẹo á. Nhà cả nhà, hai vợ chồng mình uống không hết trái dừa cả nhà. Này buồn này nhiêu trái? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 trái cả nhà. Uống miếng nữa đi. Đây mời cả nhà một miếng nữa nha. Nó chưa.
Không hết rồi nha. Chị Khang nó gọi em ơi. Mình tạm dừng ở nhà, con trai mình nó gọi có việc gì đây. Ừ, chứ ớt vô đó. Rồi, thôi vô. À, hai chồng mình đi gom bưởi vô cái nhà. Bưởi vô đoạn giao cho khách đợi nữa cả nhà. Đi. Con lấy cân qua mẹ kêu bà thiếu mà.